xin giới thiệu máy đo đường huyết quanh tất Stellate Symbol mới. Máy đo đường huyết cá nhân giúp bạn cảm nhận cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống luôn đầy ắp những khoảnh khắc ngọt ngào, như thôi nôi của đứa cháu gái đáng yêu, gia đình có thú cưng mới, hoặc bữa cơm giản dị cùng gia đình. Nhưng đôi khi bạn cũng gặp những khó khăn trong cuộc sống. Đúng khi bạn cảm thấy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi xin giới thiệu máy đo đường huyết Quantus Celeste Symbol. Và đây là cách sử dụng máy, rất đơn giản, chỉ cần lắp que thử vào máy. Bạn sẽ thấy kết quả đo gần nhất. Khi biểu tượng giọt máu xuất hiện, nghĩa là máy đã sẵn sàng nhận mẫu máu. Đặc biệt, không cần phải chỉnh mã số. Áp mạnh đầu bút lấy máu vào đầu ngón tay và nhấn nút thả kim để lấy máu. Hướng máy và que thử về phía giọt máu. Chạm nhẹ khe nhận máu trên que thử vào giọt máu. Chờ 5 giây và đọc kết quả đường huyết hiển thị trên màn hình. Nếu mức đường huyết của bạn thấp hơn 69mg trên decilit, bạn sẽ thấy mũi tên nhấp nháy chỉ vào chấm tròn xanh kèm theo 2 tiếng pip mỗi lần mũi tên nhấp nháy. Điều này có nghĩa đường huyết của bạn đang ở mức thấp. Nếu mức đường huyết của bạn nằm ở mức từ 180 đến 239mg trên decilit, mũi tên sẽ chỉ vào chấm tròn đỏ và bạn sẽ chỉ nghe một tiếng bíp. Lúc này, đường huyết của bạn đang ở mức cao. Nếu mức đường huyết của bạn cao hơn 240mg trên decilit, bạn sẽ thấy mũi tên nhấp nháy chỉ vào chấm tròn đỏ và nghe tiếng bíp mỗi lần mũi tên không nhấp nháy. Đường huyết của bạn lúc này đang rất cao. Quantus Celeste Symbol mang đến cho bạn sự an tâm. Sản phẩm đạt giải thưởng top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013, giúp bạn có lựa chọn đúng về chế độ dinh dưỡng và phong cách sống để kiểm soát tốt đường huyết của mình. Johnson & Johnson, nhãn hiệu được các chuyên gia về bệnh đái tháo đường trên thế giới tin dùng,